chúng ta sẽ đi vào phương pháp điều chế đầu tiên đó là phương pháp thủy luyện với phương pháp này chúng ta nhìn thấy rõ ràng rồi thủy luyện thủy ở đây chính là nước hay môi trường dung dịch còn luyện kim loại ở trong môi trường nước như vậy chúng ta có thể thấy là quá trình phản ứng này diễn ra ở đâu à diễn ra trong dung dịch các em nhé à, nguyên tắc để phản ứng thủy luyện diễn ra như sau các em chú ý giúp thầy đó là chúng ta sẽ lấy kim loại mạnh và nhớ rằng kim loại đó phải là kim loại không tan trong nước để đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối của nó được chưa lấy kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối của nó và đó chính là uh, cái nguyên tắc để điều chế kim loại bằng phương pháp thủy luyện ở trong này thì chúng ta có lưu ý một cái là uh, kim loại mà chúng ta điều chế là không được hay là kim loại đó không được tan ở trong nước bởi vì khi chúng ta học một cái tính chất vợ, hóa học của kim loại rồi, đó là kim loại có khả năng tan được trong nước và rơi vào các kim loại gì nhỉ? À, Cali, kali này, natri, bari và canxi đấy là bốn kim loại thường thấy là tan được trong nước. Mà thầy hay gọi là khi nào bạn cần các em nhé. Để chú ý giúp thầy điểm này. Thầy nhắc lại này, nguyên tắc để lựa chọn phương pháp thủy luyện điều chế kim loại đó chính là lấy kim loại mạnh và đẩy kim loại yếu ra khỏi muối. Phương pháp này chúng ta đã học ở chương trình hóa học lớp 9 rồi, đúng không nhỉ? Đấy và nhớ một cái điểm đó là cái kim loại không được chọn kim loại tan trong nước, Các em chú ý nhé.